Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Xe Điện Motor Điện, kênh video chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh. Video hôm nay mình xin review cho các bạn một cái bộ tay nắm khóa cửa ô tô. Đây là một bộ dùng cho hai cánh, các bạn có thể dùng cho ba cánh hoặc bốn cánh tùy ý. Nó bao gồm tay nắm ngoài, tay kéo trong và cơ cấu chốt bản lề. Cơ cấu chốt của nó đã như các bạn đã biết thì hoạt động của bộ này nó cũng giống y như trên cái ô tô thôi. Nó chỉ khác là bộ này không bao gồm động cơ hút. Nó sử dụng cơ cấu mở khóa tay chìa bình thường. Nguyên lý hoạt động của nó thì rất đơn giản. Trước tiên thì ta nói về cái vấn đề cái cơ cấu chốt hãm của nó. Thì đây chính là cái phần này là phần này sẽ được gắn lên trên cánh cửa. Đấy. Đây khi cánh cửa mở ra và mở vào là sẽ đập vào như thế này. Đấy. Và cái phần chốt. Đây là phần chốt. Chốt này là nằm trên thân xe. Đấy, khi các bạn mở cửa, các bạn đóng cửa thì cái chốt này nó sẽ hãm vào đây. Nguyên lý hoạt động của nó là như sau. Đây là cái phần gắn trên cánh cửa. Khi ta đóng cái phần này, chốt này sẽ gắn trên khung xe. Đấy, khi ta đóng cánh cửa vào như này, phần chốt sẽ lấy vào đây và nó sẽ khóa lại như này. Để mở cửa ra, nếu như từ phía trong thì ta có thể kéo cái chốt này. Đấy, nó sẽ mở ra như này. Cách nữa là nếu như ta không dùng cái chốt này mà ta dùng tay kéo trong, chính là cái tay kéo như thế này. Đây là tay kéo trong. Khi ta cầm tay này ta kéo, tay này kéo giống như ô tô. Khi ta kéo như thế này thì cái lẫy này nó sẽ kéo như thế này và nó sẽ kéo cái chốt cò như này. Cái chốt này sẽ mở ra. Đó, nó sẽ mở ra như này và các bạn mở được cánh cửa ra. Đấy, đấy là mở cửa bên trong. Thế còn mở cửa bên ngoài thì sao? Thì ta sẽ lật qua cái bên này như này. Đấy, trước tiên là đóng cái chốt này vào. Đấy, thì đây chính là cái cò. Cái cò này, nó tùy vào cái cò này thì cửa sẽ mở ra. Đấy, đây nhá. Các bạn tùy vào như này thì chốt sẽ bật ra. Đấy, các bạn nhìn nhé, mình sẽ ấn cái chốt bên kia nhé. Đấy, thì nó sẽ mở ra như này. Và cái vấn đề là còn lại là để cái gì tì vào cái phần chốt này. Thì nó chính là cái bộ tay nắm cửa. Đây. Đây, các bạn nhìn nhé. Đây, cái tay nắm này chính là cái tay nắm mà khi các bạn vặn chìa ô tô. Đấy. Thì cái này nó sẽ nằm bên ngoài vỏ xe. Các bạn khi bạn lắp là bạn tì lên cái điểm tì này. Ta đi xuống như này. Thì khi ta đi cái này vào thì cánh cửa nó sẽ mở. Thì tất nhiên là nó phải có chìa thì nó mới... Đây, khi ta khóa rồi. Khóa chìa thì chúng ta sẽ không ấn được nữa. Nó cứng như này luôn. Không ấn được chìa. Và chỉ khi ta cắm chìa vào như thế này. Đấy. Thì lúc đó mới ấn được. Đấy. Ta cắm chìa. Và ấn chìa khóa vào. Mở chìa ra. Cầm chìa này ấn vào cái như này. Là cửa sẽ mở. Nguyên lý hoạt động là đơn giản như vậy thôi. Rất là đơn giản các bạn. Và nó thực sự là khi ta làm xe thì lên có một cái bộ như vậy để lắp ráp thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây chính là một cái bộ của nó này. Đấy. Một bộ tay nắm là như này.
Đây một bộ nữa là hai bộ, là một bộ của nó gồm hai tay lắm này, bên trái và bên phải này. À, tương tự như cái tay kéo bên trong thì nó cũng có hai bên như thế này, đối diện nhau như thế này. Và một cái bộ chốt như thế này thì nó cũng có hai cái đối diện nhau như thế này. Thì nếu như các bạn mà sử dụng chuột để mà khóa cửa thì các bạn cũng kéo chuột vào đây thôi. Đây, cái chốt này chính là chốt để các bạn kéo chuột. Đấy. Khi các bạn ra khỏi xe, khi các bạn muốn mở thì các bạn bấm chuột như thế này. Thì trên cái bộ cơ cấu chuột thì nó sẽ khác một chút so với cái bộ này. Nó không, đây chỉ là một bộ đơn giản thôi. Ngoài ra thì còn có một loại tay lắm loại khác nữa. Bên mình có 3 loại tay lắm trong. Đây. Đây cũng là một loại tay lắm trong này. Tay này to hơn này. Đấy. Đây là bộ tay nắm trong. Và đây cũng là một loại tay nắm trong này. Loại này là loại tròn. Nguyên lý của nó thì đều dùng để kéo thôi. Thì cái mà những cái dòng này thì nó sẽ chỉ phù hợp với các bạn làm cánh cửa hộp. Đấy, nếu như các bạn làm cánh cửa hộp thì mới dùng cái loại này, tay lắm trong này. Còn nếu như các bạn không làm tay lắm cửa hộp thì các bạn có thể dùng luôn cái chốt này bình thường thôi, các bạn chỉ cần kéo này ra là được. Thì bình thường nếu như không mua cái bộ bản này này thì bên mình sẽ chỉ đưa cái loại này thôi. Cái loại này thì nó không có chốt kéo ngang. Đấy, các bạn có thể quan sát kỹ một chút. Nguyên lý hoạt động thì rất là đơn giản. Như mình đã nói rồi, các bạn có thể xem qua vài lần là các bạn hiểu. Đây là bộ tay lắm ngoài. Đây là bộ tay lắm trong. Tay lắm trong thì có một loại này. Hai loại này. Một loại hình tròn nữa. Ba loại này. Tay lắm trong thì bên mình có hai loại. À, tay lắm ngoài thì bên mình còn một loại nữa. Đây. Tay lắm ngoài thì còn một loại này nữa. Nguyên lý hoạt động thì cũng tương tự thôi. Loại này thì rẻ hơn và đơn giản hơn, chỉ bắt lên khoảng xe cái là xong thôi. Cũng đẩy ti như này thôi. Đấy. Thì các bạn cần sử dụng loại nào hay là chưa hiểu gì về nguyên lý hoạt động của nó thì các bạn có thể xem lại video một vài lần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo lên. Để có thông báo mới nhất về những cái video và những cái sản phẩm mới nhất, hot nhất trên thị trường hiện nay. Bên mình sẽ review. Các bạn có nhu cầu về bộ nào thì cứ comment phía dưới, mình sẽ làm để phục vụ các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.